Giá gia cầm hôm nay ngày 23 tháng 10, giá gà, vịt có xu hướng giảm. Cảnh báo dịch bệnh nguy hiểm gia tăng cuối năm, cập nhật giá gia cầm hôm nay ngày 23 tháng 10 tại các vùng. Chúng tôi nhận thấy giá gà công nghiệp hôm nay đi ngang, giá vịt thịt vẫn có xu hướng giảm thêm. Giá gia cầm hôm nay, giá vịt thịt miền Bắc cao nhất đạt 39.000 đồng mỗi kg. Chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay với phóng viên dân viết, ông Phạm Văn Long, chủ trang trại nuôi vịt ở Thường Tín Hà Nội cho hay: Giá vịt thịt vẫn đang có xu hướng giảm. Giá vịt bầu cánh trắng bán ra tại trại loại đẹp hiện vẫn chỉ được dưới 40.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, việc tiêu thụ hàng của bà con khá chậm. Theo ông Long, do giá thức ăn tăng cao nên giá thành chăn nuôi vịt đang ở mức khoảng 37.000 đồng đến 39.000 đồng mỗi kg, tùy trại. Có trại bán vịt bơ xấu mã chỉ được 34.000 đồng đến 35.000 đồng mỗi kg sẽ vẫn bị âm vốn khá nhiều. Trong khi đó, Giá vịt trắng giao dịch tại các vùng phía Nam vẫn phổ biến ở mức trên 40.000 đồng mỗi kg, có trại bán vịt siêu thịt đạt 44.000 đồng mỗi kg. Giá vịt xiêm bán buôn tại trại ở các vùng Bình Dương, Long An, Đồng Nai, giao động từ 57.000 đồng đến 60.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Giá vịt bầu đất không có biến động mà vẫn trưởng ở mức trên dưới 45.000 đồng mỗi kg, có trại bán cao nhất đạt 48.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ bán tại trại ở các tỉnh miền Trung từ 38.000 đồng đến 42.000 đồng mỗi kg. Giá vịt siêu bán từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng mỗi con. Giá ngan thịt trứng ở mức từ 47.000 đồng đến 54.000 đồng mỗi kg ngan trắng non. Ngan già bán tốt được gần 60.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp hôm nay, ba miền đi ngang. Theo nhiều chủ trang trại nuôi gà trắng ở các tỉnh miền Bắc, Giá gà công nghiệp hôm nay bán ra tại các trại công ty phổ biến ở mức từ 24.000 đồng đến 28.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp lông trắng loại trên 3,5 kg mỗi con bán tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương cao nhất đạt trên 30.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông màu giao dịch tại các tỉnh miền Tây giao động từ 45.000 đồng đến 49.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta sơn Tây loại một bán tại trại ở các vùng miền Bắc từ 77.000 đồng đến 80.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn hàng đầu bán ra tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ cao nhất đạt trên 90.000 đồng mỗi kg. Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm gia tăng các tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, từ đầu năm đến ngày 5 tháng 10, cả nước đã xảy ra 100 xã có dịch cúm gia cầm, CGC thuộc 29 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 377.105 con gia cầm. Có 3 chủng virus CGC lưu hành, bao gồm AH5N1 xảy ra ở 3 tỉnh phía Nam, AH5N6 xảy ra ở 23 tỉnh thành phố. Đặc biệt từ giữa tháng 6 năm 2021 xuất hiện chủng virus CGCH5N8 xâm nhiễm vào Việt Nam và đã lây lan tại 10 tỉnh thành phố, buộc tiêu hủy trên 23.446 con da cầm. Hiện nay, cả nước có hai ổ CGCH5N8 tại tỉnh Lạng Sơn chưa qua 21 ngày. Số da cầm bị tiêu hủy là 195 con các ổ dịch CGC chủ yếu xảy ra tại hộ chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, chưa được tiêm phòng vaccine CGC. Đại diện Cục Thú Y nhận định, thời gian tới nguy cơ dịch bệnh CGC độc lực cao AH5N1, AH5N6 và AH5N8 gia tăng là rất cao, do tổng đàn chăn nuôi gia cầm lớn, nhưng chủ yếu là chăn nuôi nông hộ, chưa đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Nhiều đàn gia cầm chưa được tiêm phòng vaccine, thời tiết thay đổi làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Đặc biệt, nguy cơ xuất hiện một số chủng virus CGC, AH7N9, AH5N2. Xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là đối với các tỉnh biên giới phía Bắc. Theo đó, ông Long đề nghị các tỉnh thành khẩn trương giả soát, tổ chức tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung vaccine phòng các bệnh, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn, đặc biệt các dịch bệnh nguy hiểm như cúm da cầm. Đồng thời, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao, có biện pháp ngăn chặn các loài vector truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loài vector truyền bệnh. Ông Long lưu ý các tỉnh thành cần tổ chức tháng tổng vệ sinh, sát trùng từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 25 tháng 11 năm 2021 để tiêu diệt các loại mầm bệnh ở môi trường nhất là ở những nơi có mật độ chăn nuôi cao, các điểm tập kết, buôn bán, giết mổ động vật, địa phương thường xuyên xảy ra dịch bệnh. Ông Phạm Văn Dư, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dư Hoài, sóc trăng cho biết thịt gà công nghiệp trước khi xảy ra dịch Covid-19 có giá 33.000 đến 34.000 đồng loại lông trắng nhưng hiện nay chỉ còn 13.000 đến 14.000 đồng mỗi kg gà công nghiệp 4 kg mỗi con vẫn chưa xuất chuồng được. Theo ông Dư. Gà công nghiệp khó tiêu thụ do một số lò giết mổ lớn tại Tiền Giang, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông tạm ngưng hoạt động vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Người nuôi gà công nghiệp lỗ nặng vì đàn gia cầm số lượng lớn không xuất chuồng được, trong khi vẫn phải tốn thức ăn mỗi ngày. Tại Trà Quýt, huyện Châu Thành, Sóc Trăng, có những chuồng gà mỗi con nặng lên đến 4kg vì nuôi lâu vẫn không bán được, ông Dư nói vị doanh nhân có hàng chục năm gắn bó với ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm phân tích giá vốn của mỗi kg gà công nghiệp khoảng 28.000 đồng. Khi giá giảm xuống 13.000 đồng mỗi kg thì người nuôi lỗ 60.000 đồng cho mỗi con gà 4 kg. Mỗi con gà lỗ 60.000 đồng nên một trại gà lỗ khoảng 1 tỷ. Từ khi giãn cách xã hội, đầu ra cho gà thịt rất khó vì lò giết mổ đóng cửa, việc vận chuyển không được tốt như trước đây. Giãn cách nên người đi chợ hạn chế và ai cũng nghĩ đến việc ăn món gì cho đơn giản. Vì vậy mọi người chọn trứng chứ không chọn thịt gà, ông Dư phân tích. Theo khảo sát của Dinh, chỉ gà nuôi công nghiệp tiêu thụ khó và giá giảm. Chợ truyền thống tại Bạc Liêu, Sóc Trăng và nhiều nơi khác ở miền Tây vẫn hoạt động bình thường nên giá vịt và gà thả vườn ổn định. Một tiểu thương kinh doanh gà, vịt tại chợ Bạc Liêu cho biết gà thả vườn làm sạch giá bán trong những ngày qua không thay đổi, dao động 110.000 đến 120.000 đồng mỗi kg, thịt vịt làm sạch giá bình ổn nhiều tháng nay là 70.000 đồng mỗi kg. Theo chị Tuyết Mai, tiểu thương tại chợ Gia Cầm Sóc Trăng, giá gà thả vườn còn sống hiện nay 100.000 đồng mỗi kg và vịt 50.000 đến 55.000 đồng. Giá này cao hơn trước thời điểm giãn cách xã hội khoảng 5.000 đến 10.000 đồng mỗi kg do việc vận chuyển gặp khó khăn trên đường đi gà, vịt chết và các chi phí khác liên quan đến tài xế.